Dong nho là một loài thực vật biển được phân bố tự nhiên ở vùng Đông và Đông Nam Á, Nhật Bản, xung quanh đảo Okinawa, Philippines và các đảo vùng Thái Bình Dương. Dong nho được khai thác trong tự nhiên để sử dụng như một loại thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, nhu cầu của con người ngày càng nhiều khiến dong nho tự nhiên đang dần khan hiếm. Hiện nay ở nước ta, dong nho được trồng nhiều ở vùng biển Nha Trang và Phan Thiết với trữ lượng lớn. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu để xuất sang Nhật Bản. Có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng giống như chùm nho với những quả mọng nước nên cây dong này có tên là dong nho. Người Nhật yêu mến gọi là nho biển. Tuy nhiên, kích thước của nó bé hơn quả nho rất nhiều. Dong nho biển trên thị trường tồn tại ở hai dạng, dạng tươi và dạng khô đóng gói. Ở miền Bắc, chủ yếu chỉ có sản phẩm dong nho đóng gói. Dong nho biển chủ yếu chỉ xuất hiện trong các nhà hàng ẩm thực Nhật Bản. Có nhiều món ăn được chế biến từ loại dong này. Cái dong nho này thì mình không phải chế biến cầu kỳ gì cả. Mình cứ cho vào rửa sạch đi là mình có thể dùng được. Rất là tươi. Dong nho thường được dùng trong các món salad và ăn sống. Vì thường được dùng ăn sống nên cách chế biến các món ăn từ dong nho cũng rất đơn giản. Đối với dong nho đóng gói, trước khi chế biến ta cần ngâm trong nước có đá lạnh rồi đảo qua đảo lại trong 3 đến 5 phút. Quá trình này giúp dong được hoàn nguyên về dạng tươi, vừa mọng vừa giòn. Món ăn phổ biến nhất từ dong nho vẫn là nộm. Người Nhật rất chuộng món nộm dong nho với su hào, thịt cua, xà lách. Với món rau hỗn hợp này nói riêng và các món ăn từ dong nho nói chung, khi ăn chúng ta thường không cần thêm nước chấm vì vị mặn mòi đã có trong những hạt dong nho mọng nước. Tuy nhiên, với những người thích ăn đậm đà thì có thể dùng thêm xì dầu. Cần lưu ý là với bất kỳ món ăn gì thì cũng nên cho dong nho vào sau cùng vì dong nhanh bị xẹp sau khi chế biến. Được xem là thần dược chống lại tuổi già và bệnh tật, dong biển là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của người Nhật. Theo các chuyên gia y học Nhật Bản, ngoài tác dụng kháng khuẩn, nhuận tràng và bổ máu, dong biển còn giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, béo phì và bướu cổ. Dong nho là loại dong đặc biệt, giàu dinh dưỡng trong các loại dong hay tảo biển. Kết quả phân tích dinh dưỡng cho thấy chất béo trong dong nho chứa nhiều axit béo không no, có lợi, thuộc nhóm axit omega 6 và omega 3. Những axit béo này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan trọng yếu như não bộ, hệ thần kinh, thị giác, tim mạch. Đặc biệt trong dong nho có axit béo EPA, thường chỉ được tìm thấy ở các loài cá nước lạnh như cá ngừ, cá hồi. Là loại axit béo không chỉ có tác dụng tích cực đối với tim mạch mà còn có tính năng kháng viêm nên rất tốt đối với người lớn tuổi. Ngoài ra, hàm lượng vitamin A, C, đạm, kẽm và chất sắt trong dong nho rất dồi dào nên có tác dụng tích cực trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, cung cấp năng lượng, thúc đẩy quá trình tăng trưởng, kích thích ăn uống, hỗ trợ hệ tuần hoàn của trẻ.
Vì sống trong môi trường biển nên song nho rất giàu iốt. Trong 100g song nho có khoảng 1,9mg iốt. Hàm lượng này cao hơn rất nhiều loại hải sản. Chỉ cần vài chục gram song nho là đủ cung cấp lượng iốt cần thiết cho chức năng của tuyến giáp, giúp phòng tránh bệnh biếu cổ, thiểu năng trí tuệ, khô da, rụng tóc. Ngoài màu sắc và hình dáng đẹp mắt, song nho còn được ưa chuộng bởi công dụng vượt trội so với nhiều loại song biển khác. Bởi đây là một loại rau xanh, sạch, không nhiễm kim loại nặng, có vị giòn, ngọt, dễ ăn và không tanh. Với các món chay thường được cho là không đủ chất dinh dưỡng do thiếu chất sắt, canxi, kẽm, chất béo, đạm, song nho mang lại một nguồn vi chất và khoáng tố dồi dào rất cần thiết cho người ăn chay. Song nho còn được xem là một thực phẩm ăn kiêng lý tưởng và có nhiều ưu điểm so với những loại rau quả khác. Với một chút sáng tạo và khéo léo khi phối hợp song nho cùng những loại thực phẩm khác, bữa ăn của người ăn kiêng sẽ có đầy đủ dinh dưỡng, hấp dẫn, mới lạ và ngon miệng. Nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ việc ăn sống song nho. Nhưng trên thực tế, dù cũng là rau thủy sinh nhưng song nho không có nguy cơ nhiễm trứng giun sán vì sống trong môi trường nước biển mặn, không có trứng giun sán lưu hành. Tuy nhiên, nếu sử dụng song nho ở các vùng có nguồn nước ô nhiễm, người tiêu dùng có nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn gây hại như E. coli, Salmonella. Vì vậy, người tiêu dùng cần chọn sản phẩm song nho được trồng trong môi trường biển sạch và được xử lý bằng một quy trình nghiêm ngặt nhằm loại bỏ các tạp chất và vi sinh vật biển. Vì nuôi trồng được nên giá bán lẻ song nho tại nội địa khá rẻ, dao động từ 200.000 đồng đến 380.000 đồng 1 kg. Với mức tiêu thụ trung bình 30g mỗi ngày, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể có thêm một loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ với chi phí vừa phải. Tuy nhiên, tại Nhật, giá bán lẻ của song nho tươi là khoảng 130 đô la Mỹ 1 kg, tương đương 2,7 triệu đồng 1 kg. Hiện nay, sản lượng song nho tại Nhật không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dù giá rất cao. Vì vậy, loại song nho được trồng tại vùng biển miền Trung nước ta chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật bởi chất lượng tốt và cho lợi nhuận cao. Trên thực tế, chỉ có một số lượng nhỏ được bán tại thị trường nội địa. Rõ ràng lý do khiến phần đông người Việt Nam bỏ qua một loại rau xanh bổ dưỡng như song nho không phải vì giá cả đắt đỏ, mà vì thực đơn truyền thống không có sự xuất hiện của song biển. Trong khi thực đơn ở Nhật Bản, nơi có tuổi thọ trung bình rất cao không thể thiếu cá biển và song biển, thì thực đơn của người Việt lại thường thiếu cả hai nhóm thực phẩm này. Và nghịch lý hơn, nước ta trồng được song nho nhưng không phải cho người dân ta ăn mà chủ yếu đem phục vụ người Nhật Bản.